chẳng phải là người lúc trước. Nhiều phía xước trong tình thức của em, tuy anh chẳng ngọt ngào nhưng tình cảm lại lớn lao. Anh năm nay anh có rất là nhiều cái mục tiêu, thì cái những cái mục tiêu đó là hoàn toàn khác nhau. Cho nên là anh và đây là một trong những cái mục tiêu đầu tiên. Thì mọi người sẽ nhìn thấy là có thể là ngay từ đầu là anh đã không còn là một bài ballad buồn nữa. Biết đâu là tiếp đến sẽ là một ballad là buồn trở lại, sau rồi lại không có ballad nữa hay là như thế nào đó, thì chắc là từ từ hy vọng là mỗi cái chặng đường nó sẽ ghi điểm trong lòng của mọi người. Một chút từ bây giờ trở về sau thì có lẽ là anh sẽ không hoặc là sẽ rất rất là ít để có thể sáng tác cho một người nghệ sĩ nào đó. Tương lai thì anh cũng đã nói chung cũng đã có những cái dự định, tuy nhiên là sẽ bí mật, bởi vì là anh nghĩ là chắc chắn là mọi người sẽ wow, nhưng mà anh bí mật, sẽ bí mật. Có hết một nửa là không phải ballad, là một thể loại mới, là một thể loại hoàn toàn mới, và hy vọng là mọi người sẽ cảm thấy thú vị. Hy vọng có thể là sẽ là không phải là một nghệ sĩ đứng hát bình thường nữa, nhưng mà thay vào đó là một nghệ sĩ biểu diễn chẳng hạn, sẽ là nhảy nhót, sẽ là cái này thế kia. Nói chung là hy vọng là sẽ thú vị, hy vọng là sẽ thú vị. Thật sự những bài hát ca khúc đó của anh á, anh cũng không biết là hay hay dở, bởi vì là phải vô khán giả mà. Nhưng mà thời điểm đó thì khán giả không đón nhận anh lắm, thì anh mới biết được mình đang có một cái gì đó, mình đang chạch cái đường ray rồi, thì mình phải chỉnh lại. Thì sau khi anh chỉnh lại, anh thử sức anh với cái vai trò nhạc sĩ, anh thử sức với nhiều thể loại nhạc, thể loại giọng khác nhau, thì rất là may mắn khi mà những cái người ca sĩ ở trong showbiz mình đã thể hiện những ca khúc đó thành công. Nó cũng tạo nên cái sự tự tin cho anh là mình bắt đầu đi đúng hướng trở lại. Thì chính cái thước đo đó nó làm cho anh có cái sự tự tin, cũng như là cái vốn liếng hiện tại về mặt kiến thức lẫn về mặt vốn sống của anh. Anh nghĩ là anh thời điểm này là thời điểm hợp lý thể hiện nó bằng cái tâm tư của anh. Tại vì là anh nghĩ ra cái tâm tư của anh thì mỗi người sẽ có một cái tâm tư khác nhau, có tình cảm khác nhau. Thì nếu như mà viết ra bằng cái tâm tư của chính bản thân của mình, tình cảm bằng của mình đó, thì chắc là sẽ không có trùng với lại một bài hát nào khác đâu. Khi mà anh bắt đầu viết một ca khúc thì anh không bao giờ anh nghĩ đến một ca khúc khác để anh viết ca khúc của anh hết. Đó là cái quan trọng. Nên là mình thì cứ cay ngay thôi, mình không bao giờ mình sợ chết đứng hết. Còn khán giả buồn thì mình sẽ im lặng và mình nhận hết lỗi sai và mình rút kinh nghiệm. Rất là hay về nhà để thăm ba mẹ, rất là hay nói chuyện với nhau, và có một cái gọi là giống như là cái thống nhất với nhau. Anh em thống nhất với nhau là sẽ không có nói về công việc, không có nói về công việc, và chỉ nói về cái cuộc sống gia đình thôi. Nói về đi du lịch, rồi nói về tận hưởng, nói về hưởng thụ thôi, chứ sẽ không có nói về công việc. Tất nhiên là anh luôn luôn bị đem ra để so sánh với lại anh Siro. Thì mọi người sẽ thấy lúc nào cũng là em với Siro lúc nào cũng là cái bóng hết. Có thiệt thòi không, có bị bực mình không? Nhưng mà anh thì cảm thấy đó là một cái sự rất 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 là may mắn của anh. Bởi vì thật sự là anh Siro là từ hồi bé là anh đã rất là hâm mộ anh. Thì để đến bây giờ mà anh được so sánh với ảnh thì đúng là cái giấc mơ hồi bé của anh đó, bây giờ chắc là nó cũng đã thành sự thật. Ảnh là người mang anh đến với nghệ thuật. Ngày xưa anh chỉ có khả năng thôi chứ còn anh không có đam mê. Mãi đến sau này á, thì khi mà anh làm nhiều, anh mới biết được là giống như nghề chọn mình vậy đó. Thì anh mới đam mê công việc này đó. Thì ảnh là người dẫn dắt anh vào công việc này.